trong công tác thánh tay, cuối cùng của Đức Chúa Trời bởi sự phán xét và hình phạt, họ sẽ bước vào sự nghỉ ngơi cuối cùng. Những người đã thoát khỏi ảnh hưởng của Satan sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận và bước vào sự nghỉ ngơi cuối cùng. Bản chất của sự phán xét và hình phạt là để làm thành sạch con người cho sự nghỉ ngơi cuối cùng. Và nếu không có công tác này, mọi người chẳng thể đi theo loài của trừng phạt tai ác.